nghiêm. Chào. Chú Bi. Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với chương trình Tự học võ karate tại nhà. Trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập lại tất cả các kỹ thuật mà chúng ta đã tập từ bài 1 cho đến bài 10. Trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các em kết hợp giữa kỹ thuật tấn và kỹ thuật đánh. Và chúng ta sẽ ôn tập tất cả các kỹ thuật mà chúng ta đã được học từ bài 1 cho đến bài 10. Và trước khi đi vào ôn tập các nội dung trên, xin mời tất cả các em cùng đứng lên để thực hiện lại bài tập khởi động. Động tác đầu tiên, động tác tay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Động tác tay ngực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hồi. Động tác nghiêng lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi, động tác xoay cổ chân cổ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Động tác cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay. 1, 2, 3, 4, ngược lại, 5, 6, 7, 8, rồi. Động tác xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khuay ngược chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Động tác xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Xoay gối. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7 8. Trùng gối. Bước hai chân vào. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7 8. Bước rộng chân ra lắc không. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Suy cô đây gì? Lắc nhẹ nhàng. Hai cùi chỏ đặt lên hai đùi. Chúng ta lắc nhẹ nhàng. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Nắm hai cái tay dưới thái cái gót chân. 1 2 3 4 5 6 7 8. Các em xoay qua bên trái ép dọc. 1 2 qua phải. 1 2 qua phải. Qua trái ép nhường chân. 1 2 qua phải. Rồi. Ngồi trên gót chân. Ngồi trên gót chân. Ép tay. 1 2 3 4 đổi. 1 2 3 4 Rồi. Chống hai tay về phía trước. Căng lưng, căng cơ lưng. Chú ý động tác này thì chúng ta chỉ có chạm đất bằng hai bàn tay và hai mũi chân. Rồi. Ngồi trên gót chân và thả lỏng. Hít thở sâu. Rồi từ tư thế này, các em ngửa người về phía sau, người về phía sau. Rồi, tất cả đứng lên. Xoay hông.
Ngược lại. Xoay gối. Ngược lại. Căng tay ra này, căng ra, một, căng thẳng ra. Hai là xuống dưới, hai, căng thẳng gối. Căng lên trên, ba, nhấn gót chân lên. Các em chú ý nhón cái gót chân lên. Bên trái, 4, căng hông bên trái. Bên phải. Phía trước. Chuẩn bị. Chân trái bước về trước, thành thần chiến đấu thủ Hakamai. Úp. Đá hết chưa? Nghe theo nhịp bộ của thầy. 1. 2. 3. Chân trái 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chú ý xoay hông. Ngược lại. Xoay gối. Ngược lại. Để chúng ta giữ thăng bằng cơ thể nhé, giữ thăng bằng cơ thể. Từ tư thế này chúng ta hất ngang một bên phải, hai bên trái. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Rồi, xoay gối. Ngược lại. Xoay hông. Ngược lại. Rồi, thủ tay trái đấm ra trước, tay phải thủ cái hông. Ngay tại hồ chúng ta thực hiện kỹ thuật đấm thẳng trung đẳng. 1
ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi hít thở sâu, bây giờ chúng ta thực hiện mạnh hơn. Hít thở sâu, nghe thầy hô, chúng ta thực hiện kỹ thuật đấm thẳng, trung đẳng, nhanh, mạnh. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi chú ý rụt tay. Ờ, lọc vai đây nè. Duy, hai tay cùng nhau. Tiếp tục chúng ta thực hiện kỹ thuật đấm thẳng hạ đẳng. Thấy chưa? Tiếp tục, hai tay thú về hông, Morohikite. Bây giờ chúng ta hít thở sâu, nghe điều cô của thầy, chúng ta thực hiện tiếp tục 10 đồng đấm hai đằng, nhanh, mạnh. Đang rụt vai, lọc vai. Bi. Tiếp tục, thuộc về hông. Và chúng ta thực hiện đấm thường nặng. Nghe nhịp hô của thầy. Nào nha, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rụt tay, rũ vai. Cái em tập là chúng ta phải thả lỏng tích cực, bởi vì khi chúng ta thực hiện những kỹ thuật nhanh mạnh như thế này là căng cơ, và sau khi thực hiện kỹ thuật xong thì chúng ta hết sức chú ý đó là phải thả lỏng nhá. Trong quá trình thả lỏng thì chúng ta tranh thủ hít thở sâu, hít bằng mũi và thở bằng miệng thật sâu nhá. Hít căng lồng ngực, sau đó chúng ta thở ra. Tiếp tục, bi, hai tay thủ về hông, và cứ như vậy chúng ta thực hiện 10 đòn nhanh mạnh ở khu vực thượng đạo. Một, nhanh lên, mạnh lên, hai,
rũ vai, thả lỏng hết sức ra. Bây giờ chúng ta bước chân phải sang bên phải, đấm thẳng trung đẳng bằng tay phải trước. Đây, chúng ta nhìn này, từ đây đúng không, chúng ta bước sang bên phải và thực hiện kỹ thuật đấm tay phải bằng trung đẳng. Các em nhìn này, bước ra chưa? Rồi, nghe thầy hô nghe. Miki Siko, chứ đang Miki kia. Thực hiện hai đòn liên tục lên chu cư trước khi bây giờ nghe hô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Duy rồi, một chân một tay. Miki Siko, ghế răng chữ kỳ, bước chân phải sang bên phải và đấm thẳng thư xin lỗi hạ đẳng, thấy chưa? Miki Siko, ghế răng chữ kỳ, kỳ ạ, úp, hạ đẳng nha, hai đòn liên tục đấy. Chiude, chui, Miki Siko, chỗ đang chui, thường đặng, nha, bước chân phải ra, đấm thường đặng này, nha, rồi. Miki Siko, chỗ đang chui, kia, up, đây, và chúng ta thực hiện hai đòn, giống như lúc này.
Trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập một số kỹ thuật đã tập từ bài 1 tới bài 10 trên nền tảng của tấn pháp, và chúng ta sẽ kết hợp với kỹ thuật tay. Có nghĩa là chúng ta kết hợp giữa tấn pháp và kỹ thuật tay như thế nào. Sau đây chúng ta sẽ ôn tập kỹ thuật đầu tiên, đó là kỹ thuật đỡ hạ nặng trên nền tảng của tấn Neko Asireji, tức là tấn nhón, và sau đó chúng ta sẽ bước ra phần tấn Genkusureji, tức là tấn trước. Được chưa nào? Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nhé. Duy, thầy quy định chúng ta thực hiện chân phải và tay phải trước, chân phải và tay phải trước, để khi thầy và trò chúng ta cùng tập và cùng hướng với nhau, được chưa nào? Còn chúng ta sử dụng chân phải hay là chân trái trước đó là tùy, không bắt buộc. Nhưng khi hướng dẫn thì thầy sẽ quy định như vậy để cho cái hướng của thầy và trò nó giống nhau, để thầy hướng dẫn cho các em nó dễ hiểu hơn, được chưa nào? Bây giờ chúng ta thực hiện chân phải trước nhá. Một là bước chân phải lên thần tấn nhón và thủ. Hai, bước chân phải về phía trước thần tấn gian và được hạ đẳng xuống, nhớ chưa? Rồi thầy làm lại nhá. Một thủ, hai đỡ, sau đó thu về lại, một thủ, hai đỡ, nhớ chưa? Chúng ta thực hiện như vậy nhá. Và những kỹ thuật tiếp theo chúng ta vẫn thực hiện theo cách như vậy, theo cách như vậy. Và thầy chỉ có hướng dẫn cho các em là thực hiện kỹ thuật nào thôi. Ví dụ đòn hạ đẳng xong, đến trung đẳng, rồi đến thượng đẳng, đến chạy Matsuto chẳng hạn, nhớ chưa nào? Thì chúng ta thực hiện trên nền tảng cái cách kết hợp giữa tấn pháp và kỹ thuật tay như vậy, để chúng ta dễ hiểu và chúng ta dễ tập, nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta thực hiện nhá. Đi. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Rồi, đổi chân. Chú ý. Làm bên trái nha. Một, hai, 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 duy, rồi rụt chân. Rung chân đi các, rung chân tích cực. Duy. Kỹ thuật thứ hai, kỹ thuật đỡ trung đẳng từ rong ra ngoài. Uchiuke. Một. Hai. Đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong. Soto Uke. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Một.
đầu chân. Cải nha. Cải lên. Một. Hey. Được. Một. Hey. Một. Hey. Một. Hey. Một. Hey. Chú ý. Rồi, đủ chân đủ tay. Kỹ thuật tiếp theo thường đặt Agiuke. Một cố hai một hai một hai một y đổi bên cải lên. Một hai một rồi rủ chân xoay gối rủ chân thả lỏng mọi thứ nha. Thực hiện kỹ thuật đỡ thường nặng bằng cành bàn tay. Age soto ge. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Đổi bên. Bên trái. Chân trái bước lên. Một thủ hay một hay một hay một hay một y duy rồi thủ chân thủ tay. Tiếp tục đòn chạm trước Mai Soto Ichi. Chúng ta thực hiện. Một, bước chân lên, chân phải lên. Hai, bước ra chém. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Một. Đổi bên. Chân trái lên. Một. Bước chân trái. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Chuẩn bị. Rồi, thả lỏng. Hít thở sâu, rung chân rung tay.
đi. Kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật đánh nắm búa Hamauchi. Chúng ta thực hiện theo: một, bước chân phải lên thụ, hai, bước ra đánh, thấy chưa? Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, đổi bên, bước chân trái lên. Đánh nắm búa Hamauchi. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Chuẩn bị lọc. Các em hít thở sâu lên nào, tập càng về sau thì cái lượng tập nó nhiều hơn, các em phải tích cực thả lỏng, hít thở sâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phối hợp giữa tần nhón Nekoshireji, sau đó chúng ta ra thần tần Shikoreji và thực hiện kỹ thuật đợt Naname Sotouke, nhớ chưa? Đây, nhìn này, nhìn một lần, một này, hai bước ra, chưa? Một này, hai, rồi chưa? Thực hiện chân phải trước, đi, bước lên tận nhóm và thụ, một, bước ra tận Shiko và đợi Naname Sotouke. Dạ, yeah, một, thủ, hay, một, hay, một, hay, một, hay. Rồi, đổi về. Đấy, như vậy thôi ha, đổi chân rồi. Đi, bước lên nha. Một, cần nhọn chưa? Hai, bước ra. Được. Thấy chưa nào? Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Duy. Rồi, đúng chân. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay, thầy đã hướng dẫn cho các em cách phối hợp giữa tấn pháp và thực hiện cái kỹ thuật tay như thế nào. Thông qua cái tấn nhóm, các em chú ý cho thầy là nãy giờ chúng ta thực hiện kỹ thuật tấn này, tấn nhóm này, Neko Asireji rất nhiều, đúng không ạ? Có nghĩa là trước khi chúng ta di chuyển tấn, di chuyển từ tấn Gen qua tấn Shiko, hoặc là chúng ta bước về phía trước di chuyển theo tấn Gen chẳng hạn, thì lưu ý là không được bỏ qua cái tấn này nhá, không được bỏ qua cái tấn nhóm này. Thì sáng hôm nay thầy đã hướng dẫn cho em cách kết hợp giữa tấn pháp và kỹ thuật tay như thế nào. Thì trong các bài học tiếp theo chúng ta sẽ nâng dần lên ha, chúng ta sẽ nâng dần lên và chúng ta sẽ di chuyển một lúc là có thể lên tấn thứ hai, di chuyển lên tấn thứ ba, rồi sau đó chúng ta di chuyển lùi và chúng ta di chuyển tới lùi tới lùi trên nền tảng của các cái tấn đó, nhớ chưa nào?
Nhưng mai sau chúng ta sẽ nâng cấp lên như vậy. Cho nên chúng ta phải tập tập cả cái tuần cho nó chạy nhá. Ví dụ tuần trước là ra đúng tuần trước, tuần sau là ra đúng tuần sau, tuần nhóm là đúng tuần nhóm, được chưa nào? Để cả cái bài tập tiếp theo chúng ta sẽ nâng cao nó lên, nâng cấp nó lên, được chưa nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nhá. Và bây giờ thầy và trò chúng ta cùng thả lỏng tích cực nhá. Rồi, đưa tay lên. Ồ, cúi xuống nào. Hít thở sâu đi. Bài hôm nay là chúng ta học nặng hơn một tí rồi đấy, được chưa? Hôm nay chúng ta học nặng hơn, dài hơn và thực hiện kỹ thuật nó khó hơn, cho nên nó mệt, mệt đấy các à. Cho nên sau khi tập xong thì chúng ta phải thả lỏng tích cực để cho nó hồi phục lại sức khỏe. Và chú ý cho thầy, sau khi nó hồi phục sức khỏe khoảng 30 phút, khoảng 30 phút thì cả em mới được đi tắm nhé. Đấy. Khoảng 30 phút là chúng ta có thể đi tắm được nhé. Rồi ngồi xuống nào. Ngồi xuống rụt chân cho nó thoải mái ra. Rồi. Ê, lắc đùi đi, lắc cái đùi. Lúc này thì cơ thể của các em thả lỏng tích cực, chúng ta không gồng ở bộ phận nào hết. Chúng ta thả lỏng thoải mái và đặc biệt là phải hít thở sâu. Hít thở thật sâu nha. Rồi, thẳng chân ra, rút đi, thoải mái nha. Chúng ta phải thả lỏng hết sức tích cực. Nếu chúng ta không thả lỏng tích cực thì nó rất là dễ đau cơ. Đau cơ đấy các em ạ. Rồi, đứng lên. Ok, sau khi thầy trò chúng ta chào nhau thì các em có thể tiếp tục thả lỏng nhé. Bởi vì thời lượng trên clip thì nó có thời hạn, được chưa nào? Cho nên chúng ta chào nhau ở đây và sau đó các em có thể là tiếp tục thả lỏng tích cực lên, được chưa nào? Các em sửa lại vỏ phục, áo quần chỉnh tề để chúng ta chào nhau. Nghiêm.